Em đang có mặt tại Hấp 10 Đồng Tháp. Ở đây là Sa Đéc anh em nha. Chơi về anh Camry đẹp quá trời. Logo nè. Xe này là cập chúa luôn, ngay chủ luôn anh chị nha. Mâm đúc đẹp, 4 vỏ mới, sơn si đẹp luôn. Máy số gầm ngon, xuất động, nỉ zin, đèn còn luôn nè. Có cái đít bị ghẻ em tí xíu à, mời cho về sơn lại. Đẹp không? Thấy lạ lạ đẹp mua lại. Không biết lỗ không? Giá có vài chục. Nguyên nhìn cái nỉ, túp ly nỉ luôn nè. Số tự động luôn anh chị nha. Túp ly nỉ, ghế nỉ, màn hình Android luôn. Đồng đèn đốm nè, dàn ghế nỉ, sàn nỉ. Túp ly nè. Trời nó đẹp, đẹp lộng lẫy luôn. Mình thấy đẹp quá mình mua chơi anh em, chứ lâu quá cũng không có mua gì mày anh em. Camry giờ mày không có túi khí đâu anh em nha. Đời 88 beo chạy. Đó, xích beo bấm ghềm nữa nè, ghê chưa? Nỉ nè. Trần nỉ luôn nè. Quá đẹp, màn Android chà bá nữa. Mấy anh du. Xe này về chắc để chạy chứ bán gì xe này bây giờ không có ai mua. Mà chạy im lắm, chạy thấy ngon. Đây các bạn tại Đồng Tháp anh em ha. Anh em nào ưa mẫu này thì liên hệ em 0866 678971, 0834 33 3371, đi bằng Innovasi nè. Đồng Tháp anh em nha. Không biết mấy giờ giờ tới đây đi, không biết. Anh em biết đây đâu Đồng Tháp không? Qua mua bớt cho 2 triệu liền. Đó, đẹp không? Innova cũng đẹp lắm nè. Xe này mình đang để cho anh em mình có 160 triệu thôi. 160 triệu, máy số gầm ngon, sơn si ok, về đi. Bao xài bao chạy. Đó. Ok không anh em? Đó, 160 cành. Bản G lên full G. Quá ok luôn. Đó, đây là gì Mỹ Lệ Đồng Tháp gì nè ha. Thành phố Sa Đéc Mỹ Lệ. Đó. Anh em quan tâm món nào nhắc máy alo em. Cảm ơn anh em mình nhiều. Chúc anh em buổi chiều tối ngủ ngon nha.